Chào mừng các bạn đến video Kaizen của Trần Đình Cửu. Thưa các bạn, vào đầu tháng 5 vừa qua tôi có tổ chức một hội thảo thì có rất nhiều CEO và cấp quản lý có đặt ra câu hỏi làm thế nào, làm cách nào để duy trì cái việc cải tiến Kaizen ở trong doanh nghiệp sau khi cái phong trào lập ra rồi nhưng sau đó nó bị chết yểu. Thưa các bạn, đây là vấn đề rất phổ biến. Không những ở Việt Nam mà cả thế giới nữa các bạn đó. Đấy thì thường cái phong trào Kaizen rất khó mà duy trì cải tiến. Thưa quý vị, nhà bác học Einstein và rất nhiều nhà quản lý khác cũng đã chia sẻ một cái hình tượng rất thú vị. Các bạn hãy tưởng tượng giống như là chúng ta đang đi chiếc xe đạp đó các bạn, đang chạy xe đạp. Vậy thì bạn muốn tiến lên thì bạn phải liên tục đạp xe không ngừng nghỉ. Như vậy muốn Kaizen duy trì được thì bạn phải liên tục thực hiện Kaizen. Thế thôi các bạn. Đương nhiên, ở Việt Nam của chúng ta rất nhiều doanh nghiệp lập ra nhóm Kaizen rồi ban Kaizen. Đấy, lúc đầu thì phong trào rầm rộ, sau đó nó chết yểu. Đúng là đầu voi đuôi chuột các bạn. Chúng ta không phê phán. Đó là một cái hiện tượng phổ biến. Bây giờ chúng ta làm sao vượt qua cái chuyện đấy? Mà các bạn biết không, tại sao mà các cái ban Kaizen hoặc là cái nhóm Kaizen nó lúc đầu thì rầm rộ rồi sau đó nó chết yểu? Bởi vì bạn nhớ rằng cái thực phẩm mà nuôi sống cái hoạt động của ban Kaizen hoặc cái nhóm Kaizen tức là ý tưởng Kaizen các bạn. Không có ý tưởng thì nó tắc thôi. Do đó muốn Kaizen được duy trì thì chúng ta phải liên tục Kaizen các bạn nhé. Mà muốn liên tục Kaizen thì chúng ta cần phải có liên tục có ý tưởng cải tiến. Và các bạn không phải lo, dựa trên 26 năm kinh nghiệm tôi có biên soạn cái cuốn sách là Kaizen cải tiến hiện trường hiệu quả tức thì. Trong đây tôi có 315 cái câu hỏi để kích thích các bạn đưa ra ý tưởng cải tiến. Đồng thời tôi chia sẻ 279 cái giải pháp cũng giúp cho các bạn đưa ra cải tiến một cách rất dễ dàng ở ngay ở hiện trường các bạn. Vậy các bạn hãy đăng ký mua cuốn sách này. Kinh phí của nó rất là nhỏ thôi các bạn, chỉ có 200.000 đồng thôi. Nhưng cái này mới là đặc biệt các bạn. Anh chị nào mua cuốn sách 200.000 đồng này, tôi sẽ tặng cho anh chị một cái chương trình rất đặc biệt 13 tuần Kaizen. Mỗi một tuần chúng ta sẽ học một buổi qua Zoom. Và tôi sẽ thúc đẩy giúp cho quý vị dễ dàng luôn luôn tìm ra được ý tưởng Kaizen để chúng ta duy trì Kaizen, chúng ta thực hiện cải tiến để chúng ta tăng lợi nhuận các bạn nhé. Và chương trình 13 tuần Kaizen tăng lợi nhuận này trị giá là 3 triệu. Nhưng tôi xin tặng tặng cho chị những anh chị nào mua cuốn sách này. Vậy anh chị hãy nhanh tay đăng ký mua cuốn sách theo đường link ở phía dưới các bạn nhé, để chúng ta cùng nhau cải tiến, chúng ta tham gia chương trình 13 tuần Kaizen tăng lợi nhuận doanh nghiệp cho các bạn. Chúc các bạn thành công và phát triển.